anh mà như vậy anh làm lắm. Trời, đang ngủ này. Đang ngủ á? Cho nó nghỉ luôn đi. Bây giờ bắt đầu bên mình bị ngược gió à? Mà gió nó thổi bên nào nhỉ? Khép rồi. Hey!
đứng ra đây, ra thì vô trong ta để bắn đi. Bỏ tay trọng tài viên tăng cờ cho thẻ chính. Cái này người ta gọi là không tôn trọng trọng tài viên. Chết cha rồi, quả đấy không kịp quay ông cũng ghi bàn, tí về ông chửi chết. Quay ăn mừng là được thôi nào. Không, anh quay được nhưng mà không quay được quả vào lưới thôi. Vậy quay được quả sút. Về ông xem không thấy ghi bàn, không thấy quay ông ấy mà ông chửi chết. Cứ cho thẻ đỏ ra hết sân. Đá luôn này. Đá luôn bây giờ à? Sau rồi. Oh!
Còn 10 phút nhé. Sao không sút luôn quả đấy? Ơi, trọng tài là cha là mẹ không cãi nhá. Không có gì đâu, đạp trúng chân thôi. Bó tay. Còn 8 phút nữa. Trung Tây phá bóng hay thế nhỉ? Đứt thời rồi. Thủ VNCP đứng ra ngoài. Okay.
Vào. Mày quá mà để quay được. Phải chèn cũng đứng dưới vị vị ngay. Cậu đã đào hữu rồi mà ăn thua thế, chửi nhau. Em ơi, rửa bám sát vào. Còn một phút rưỡi. Vàng quả đấy mà ôi. Ôi. Còn 20 giây nhé. Đúng rồi, nên cho anh Tấn về hậu vệ. Hết giờ rồi. Quang ơi, đã giữ sức đi làm một chuyến đi. Ôi, đá quả cuối đi, hết giờ rồi. Này kiểu đội có tí lợi thế bắt đầu là nó lại dê.
anh ơi. Nước nhá. Uống nước nhá. Nhá, uống không em lấy. Máy cẩn thận cái mồm. Dạ rồi. Nước, uống nước em lấy. Không nước non gì cả. Ông biết nó, ông biết. Người ta đang căng thẳng quá. Đang cứ tình huống căng thẳng. Chạy nhanh. Trọng tài quá một phút rồi. Giờ cho những cái pha nó cái gì đó đã thì quá trên đây. 22 phút rồi anh. Nhưng mà đó cái đó tổng đó. Nó đang đang đá. Quá ngay em được mấy mét thì nó gì. Vào quả nữa đi xong hết giờ. Ôi trời ơi. Đức này vô duyên rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, thay gì nữa. Thay hai người. Thay hai người luôn ạ. À. Hết giờ. Đi béo ơi. 23 phút rồi kìa. Kíp vào được không? Hai kia chưa được một giây.